không? Có lý hết rồi. Mà nghèo rồi mà còn cái eo nữa. Tự nhiên nó ngã vô cái chạy rất là điện thoại xuống giật đời. Rồi đi đâu tự nhiên đi vậy? Tự nhiên rớt cái điện thoại đi vậy? Chưa giải quyết xong. Đi kiếm tiền. Tiền đâu mà kiếm? Đi chơi kiếm tiền mua điện thoại. Anh mở kính ra coi. Ủa làm thâm hả? Ờ đang làm thâm. Đang làm cầm lên lên nè. Rồi xong. Rồi sao em thấy nó rất trễ nhịp. Không rất thiệt. Anh không có diễn gì. Bạn này đẹp quá chịu rồi. Có diễn đâu. Anh đâu có biết diễn. Cái nào? Thiệt ai mà diễn hy sinh như vậy. Ai vô nó coi giùm á. Để dẫn đi. Mà phải lấy đồ ra để đi chơi. Bà hỏi đem gà, đem vịt, đem đồ ăn được không? Rồi, đi máy bay mình mẹ làm gì đi xe đòi á. Rồi xong nè, chấm nhanh lên quay nè. Ở đó mừng sẵn đóng phòng bỏ hành lý được, bỏ hành lý được. Ủa cái xe mềm vậy chạy được không anh? Em đeo cái chân già. Nhanh, má xong chưa? Một mình chạy được hả? Máy xong, những gì xong rồi đó nha. Chờ xe thôi đó. Đúng rồi. Rồi cho những gì học sẵn 27 hết đi. Tuấn nó ở đâu rồi đó ta? Sao một ngày mà sao già dữ chậm. Rồi chơi. Hello hả? Mình bày đó nhưng mà quài hello. Linh nó đang đào, hôm qua quay cảnh lộn trong vườn. Hay chân nổi nhất. Phải xuống. Cái gì trời? Ước gì về già chăm cũng được như vậy. Răng thì có thể tẩy được, đúng không? Răng. Ôi trời. Răng chích. Anh gì vậy? Tẩy luôn hả? Trời. Anh tự nhiên anh tạp à. Không, nó dục ai hết. Cái này không có cường lực luôn. Không có cường lực. Đâu đi em kiểm tra nè. Đó nè. Có cường lực nè. Làm gì có cường lực. Có cường lực mà. Cái này mấy triệu á. Cường lực nhưng mà nó bể vô trong luôn. Đâu mở ra coi, mở kính cường lực ra coi. Không thể ra tự do. Không, dục tay anh đang không. Anh đang cầm lơi mà. Chết rồi, cậy đi, mình đang lấy. Không em kiểm tra đi để coi nó có bể bên trong không. Anh nhắn cái tin nữa em giục rồi sáng mai anh chịu mua cái khác. Anh ai mua cho anh cái khác? Tiền đâu mua? Cạo, thôi vô giải quyết đi không thể rồi tự do kìa. Cái clip con còn quay clip lại rồi. Mày đi lên xe. Đúng không? Có clip. Chết rồi, mọi ngày rồi mà còn cái eo nữa. Tự nhiên nó ngã vô cái chạy rất là điện thoại xuống giật đời. Rồi đi đâu tự nhiên đi vậy? Tự nhiên gói cái điện thoại đi vậy? Chưa giải quyết xong. Đi kiếm tiền. Tiền đâu mà kiếm? Đi chơi kiếm tiền mua điện thoại. Anh mở kính ra coi. Ủa làm thâm hả? Ờ đang làm thâm. Đang làm cầm lên lên nè. Rồi xong. Rồi sao em thấy nó rất trễ nhịp. Không rất thiệt. Anh không có diễn gì. Bạn này đẹp quá chịu rồi. Có diễn đâu. Anh đâu có biết diễn. Cái nào? Thiệt ai mà diễn hy sinh như vậy? Nói chung là em đang ngồi chờ. Em đang ngồi chờ anh làm thâm xong để con thử sao nè. Phù hợp quá. Tạo điều kiện cho Trâm có một cái clip. Nội ơi. Diễn thật. Bởi vậy anh Khương cái gì diễn không cái thật. Màn hình cường lực có 100.000 với nhiêu. Mà cái màn hình của điện thoại cỡ 5-6 triệu à. Cái này anh đã hai lần còn một lần rồi đó. Ước gì nè, mình quay 5-6-7 xong chứ mình ăn chưa. Anh thêm một lần đẹp rồi đó. Đẹp mà nói chúng ta nó rất nghệ thuật anh. Đúng sáng luôn. Nó có vân sao vậy? Anh mở ra thử anh. Không cái này em nhớ như là cánh bướm gì đó. Không, đâu em có. Có cường lực. Có, nhìn nó không cái 12 mới không có.
Trời ơi, mày chết rồi. Cái 12 mà một cắm mày chắc. Thôi thôi thôi, xài nó đi. Chứ giờ gỡ ra gì chị xài nó bị tậy. Nhưng mà anh không gỡ ra bây giờ là anh không bắt đền được tâm luôn nha. Bây giờ anh gỡ ra để biết được thôi. Anh về nhà là có gì không có chịu trách nhiệm đâu. Nghe tại hiện trường ra biết. Gỡ ra giờ đâu có dán lại rồi chiều giờ thì xài cái nó tậy luôn. Sao cái 12 không rảnh? 12 chưa có cái dán, bữa vô dán nên chưa có dán. Cái này nó không có ốp nè, cũng may cái mặt này nó không có ốp nè. Em vậy cái điện thoại tỷ tỷ của anh Phương nha quý vị khán giả ơi. Nó vô giá rồi chị. Là chị vô giá luôn à. Tỷ 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 đó. Tiền tỷ không à. Tiền tỷ không à. Của em cũng giống vậy mà có mấy chục triệu. Của em mấy trang nè. Của chị cũng vậy mà, của chị có mấy triệu à. Mà không có. Của em mấy chục triệu là hơn rồi. Rồi mắt tôi có thâm rồi. Hồi gớt nó có ảnh hưởng tới cái của YouTube không vậy? Anh chưa có cài lại. Tiêu cái YouTube rồi. Này làm đóng phim cực lắm bà con ơi bác. Phụ em đúng nó hơn. Còn ngoài ra phải làm thêm đủ cái chuyện chứ. Anh làm vì đam mê hả? Ừ. Chứ anh ăn ngày có nhiêu đâu. Tiền nhiêu để dành mua đất đai đâu không mà. Chỉ sọt được. Không có đầu tư ăn uống. Giờ không biết đất đai giờ nằm đâu tùm lum chứ. Muốn cũng phải cắm cái bảng. Mua xong cắm bữa giờ ngu. Giờ anh nhiều quá, anh chuyển qua mua xe siêu xe như xe Bảo Trung à? Như anh Bảo Trung xe mua, chỉ mua siêu xe người ta chửi quá trời. Mấy người chửi quá trời. Sao vậy? Nói vậy, cái xe của người ta biết có cho mượn chưa mà leo lên chạy. Mà không cho mượn sao leo lên chạy được. Mà Bảo Trung rồi, rồi chê mình là chứ xe chuyên nghiệp. Ông nội ơi, tôi có lấy xe chuyên nghiệp đâu. Chuyện nhiều cận là có người clip cao mà bị chửi nhiều. À, chửi nhiều chắc là mấy người mê xe không có thấy siêu xe mà vô coi à, rồi gì nữa tùm lum mượn xe chạy rồi không biết nhục. Ông nội tôi mượn xe tôi chứ có tôi ăn cướp giật vô nhục với lại giờ mà con hết biết nhục rồi. Dạ. Ừ, đừng có giả, đừng có chửi Hương Dương bị nhục hay không nha. Chửi nhiều rồi từ trong từ điển giờ hết biết nhục rồi. Đích này nhục. Chữ ngân, ngân còn biết nhục nè. Nhiều người cũng vui tánh hết sức. Em tưởng đâu nay chú Bảo Trung còn cầm mang siêu xe em cũng đang tính em mượn em chạy thử. Dễ thương á. Muộn không bà, không giống nổi nữa đâu. Bể điện thoại anh Cương rồi à. Về chị Ngọc Quýnh chết. Dây lại nữa. Rớt cái nữa. Em biết điện thoại anh xài kỹ lắm không? Không có chạy xước gì một xíu luôn á. Sau này chị nè, cái này mới thảm họa nè. Rớt cái điện thoại không có nói gì. Nó rớt ngay chỗ YouTube, bây giờ không có chạm vô chỗ YouTube làm được luôn. Giờ đâu có chạm vô được đâu. Cái này không cảm ứng. Cái này là mày bị mà ông màn hình thôi. Không nhớ chạm vô được không? Giờ là chỉ có chạm vô được chỗ ACB nè. Bây giờ anh đang nhắn mọi người gửi tài khoản qua để anh chuyển tiền chứ. Chứ bây giờ tới chiều đâu biết làm gì. Em có số tài khoản không? Em ngồi đây nãy giờ mà anh chưa chuyển. Em là chuyển ngày 8 tay hàng tháng rồi. Đây, bà con bác vậy, sắp tới là YouTube của Phương Dừa có thiếu clip mà xuống view là do họ biết tâm á. Chạm vô cái YouTube nó bị ảnh hưởng, nứt cái YouTube rồi nè. Mấy cái ông xạo á. Nó nứt cái YouTube rồi thấy không? Hôm em kiểm tra được coi cái màn hình nó bị hư thiệt không? Nó nứt cái YouTube rồi. Trời ơi, em coi cái màn hình nó bị bể chưa? Thôi nó không sao đâu, chỉ chiều 2 miếng ớt. Ủa, không sao anh. Nhưng mà cái ngoài sao này là anh bị bể thiệt con. Sao bể thiệt? À nãy rớt bể luôn á. Thôi em đi không xạo không ơi. Bể cái này lúc. Em bữa em quay giùm cho anh em nói bể chết rồi. Rớt cùng lúc đó nè, nay qua nay cầm có bể không Đức? Đâu có bể đâu.
mới gớt bảy luôn nè. Trưa nay ông nhịn khỏi ăn cơm nha, tôi nói phía trước nha. Trang ơi, mấy bữa mà ăn cơm là điều thấy chừa cơm cho anh quay phim của anh Cương. Mà bữa nay ông là ông gọi là ông xạo sự để ông cài hàng tôi. Ông là trưa nay lượng ăn cơm nữa cho. Trưa nay anh Cương mời anh gà rồi chị. Trưa nay ăn riêng với anh Cương. Sao? Cái này hồi mới là ra là 32 triệu. Bây giờ bà già quá rồi, mình bà quá, có tiền mà bà trả. Ngoại là làm quá nên cái đi phải không nhiều á, làm á. Ông ngoại để bao nhiêu tiền á? Ông ngoại để bao nhiêu tiền bán đất hôm nay làm cái vòng một. Giờ đi phải không nhiều. Cà lâm giả cà lâm ngoại cà lâm. Em không biết làm cà lâm. Cà lâm giả mà. Em tùy đưa tùy. Cái con quỷ. Con quỷ. Cái ngoài eo, ngoài eo thon quá. Eo ọt rồi dữ à. Ờ, eo ọt. Ông Cương khỏe. Cái này là đúng rồi, ngoài còng lưng là vì trước chứ không vì sao. Anh ta ngoài đuôi xe nè. Có cái bộ ngoài đuôi xe chưa? Già rồi làm gì vừa vừa phát thải thôi. Làm vô cố lên. Làm mà không thấy nhìn được đời, không nhấn mặt nhìn đời được luôn mà. Không có chứ quá cho em ra. Chứ cả ngoài đi xe nè mọi người. Hả? Không có báo cáo gì. Sao bữa nay con cổ quá vậy? Hai bảy là ông đi lừa người ta, ông thần chú niệm thần chú cắt máu cắt đồ sao bệnh này không phải bệnh này ông đội tóc giả chứ? Dạ, cũng được. Không phải cũng được mà nó bắt buộc phải như vậy. Nó bệnh này mà ta biết không người thường rồi. À, okay. Ông Lâm Trâm giống như đang mãi võ sư đồng đó thì ông bận đồ giả giả dạng rồi còn phải đội tóc giả nữa, đội tóc giả còn đầu đúng rồi cái vụ điện thoại của anh Cương thì kệ anh đi, nếu bị bể màn hình thôi mà ông đuổi thừa mình quá à. Khổ lắm, bể đằng sau rồi mà còn đuổi thừa mình. Thưa mọi người nha, ngày hôm nay là quái trang thành một cái mặt già, trời ơi, ghê. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, tôi cho một trăm episode và hy vọng mọi người sẽ đăng ký nhiều cái trăm. Cảm ơn mọi người. Rồi trăm đi mất cúp lại cái phân đoạn sau có nha.